Thành phố Hải Phòng hiện có tới 184 chợ, siêu thị và trung tâm thương mại, trong đó có 21 siêu thị, 9 trung tâm thương mại, còn lại là những chợ lớn nhỏ nằm trên địa bàn các quận, huyện. Song, đáng quan tâm là các chợ lớn và trung tâm thương mại ở các quận nội thành, nơi tập trung đông người với nguồn tài sản hàng hóa lớn như chợ Ga ở quận Ngô Quyền, chợ An Dương ở quận Lê Chân, chợ Tam Bạc, chợ Sắt ở quận Hồng Bàng. Đây là các chợ đã hoạt động từ lâu và có quy mô lớn với hàng nghìn hộ kinh doanh gồm đủ các loại hàng hóa. Cơ sở hạ tầng của các chợ này đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn phù hợp với tình hình phát triển và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành. Đó là thực trạng về tình hình giao thông, hệ thống điện, về bố trí sắp xếp các ngành hàng, nguồn nước, về lực lượng, phương tiện chữa cháy tại các chợ không đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Còn về hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại do các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp quản lý, đa số được xây dựng mới và nằm trong các công trình đa năng cao tầng, kết hợp nhiều dịch vụ với kiến trúc xây dựng kiên cố, hiện đại, diện tích lớn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, nhưng lại bất cập về phương tiện chữa cháy trên cao nếu có sự cố cháy xảy ra. Sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong những năm qua đã kéo theo sự phát triển cả về số lượng và quy mô, kiến trúc của hệ thống các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Do đó, việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại ở Hải Phòng vừa là yêu cầu thường xuyên, vừa cần có những biện pháp cấp bách trước tình hình thực tế hiện nay. Là cơ quan tham mưu cho thành phố, đồng thời là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã quán triệt chỉ thị số 1634 CT và các công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Thực hiện nhiều biện pháp tích cực để phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Suốt trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các chợ để triển khai làm tốt công tác này. Cụ thể là chúng tôi đã triển khai tổ công tác của lực lượng phòng cháy chữa cháy phối hợp với các chợ để làm tốt công tác phòng cháy. Chúng tôi đã cho rà soát, kiểm tra, khảo sát lại các chợ và yêu cầu các chợ cải tạo toàn bộ hệ thống lưới điện, bể chứa nước, trụ nước chữa cháy tại các chợ nếu khi có sự cố xảy ra thì có thể đảm bảo được, và tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ và các hộ kinh doanh về các cái tiêu chuẩn về phòng cháy để các hộ tự giác để tự phòng là chính. Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, khu vực trọng điểm nguy cơ về cháy nổ, nhất là những điểm tập trung đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ lớn. Qua đó, yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay vi phạm, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phụ trách địa bàn các quận, huyện thời gian qua cũng tăng cường lực lượng đi kiểm tra, xử lý vi phạm và đã có những giải pháp phòng ngừa cháy nổ tại các chợ có hiệu quả. Chúng tôi đã kết hợp với ban quản lý của chợ, đã vận động các cái hộ tiểu thương là lắp đặt các cái hệ thống dây điện và các cái quầy bán hàng để làm sao là tránh cái tình trạng là chập điện để gây ra cháy. Và đặc biệt là chúng tôi đã vận động các cái hộ kinh doanh có cái mặt hàng dễ cháy là cứ hai hộ là một bình, để khi có cháy xảy ra thì chúng tôi sẽ tổ chức dập tắt ngay, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy ở các cái chợ trong cái ban đêm, tất cả các cái biện pháp phòng ngừa để làm sao cho chợ được an toàn. Qua công tác kiểm tra của các tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại một số chợ lớn ở thành phố, việc chấp hành nội quy công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh đã có chuyển biến đáng kể. Ban quản lý các chợ đã phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cùng các hộ kinh doanh bàn bạc thực hiện các giải pháp cụ thể, nhất là việc sử dụng điện và bếp lửa tại các quầy hàng ăn uống trong chợ. Chúng tôi đã tập trung là quan tâm là cải một mặt là tìm cách để nâng cao cái tăng cường thêm cái cơ sở vật chất
và phương tiện liên quan đến phòng cháy chữa cháy, xây dựng một cái điểm thờ cúng tập trung. Thế đã quy tụ được gần 300 bàn thờ bát nhang trong quầy hàng vào cái điểm thờ cúng này. Chúng ta đã chấm dứt được việc ủ bếp lò qua đêm. Một mặt tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Mặt khác, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Hải Phòng luôn coi trọng công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại theo nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, đồng thời phát huy tốt tác dụng phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Hình thức tuyên truyền cũng phong phú đa dạng như qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi với những hình ảnh cụ thể nhằm cảnh báo nguy cơ cháy, nguyên nhân gây cháy và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy chợ, tổ chức chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Chính vì vậy, ý thức về phòng cháy chữa cháy của bà con tiểu thương ngày càng nâng cao. Tất cả ở đây đều chấp hành rất tốt. Tất cả các quầy không nói chung là rất là sợ về mỗi khi cháy chợ thì chúng tôi không còn cái gì nữa. Ngày xưa thì là cứ thắp hương luôn ở trên quầy của mình như thế này, rồi xong lại đốt ngay ở dưới đất như thế này. Nhưng mà bây giờ thì không có như thế. Có hồ lô ở trong đền, chị em tất cả vào trong đền thắp hương rồi là đốt vàng mã ở trong đấy chứ không có làm tự do như ngày xưa nữa. Kể cả điếu thuốc lá người ta đi qua chúng tôi cũng nhắc nhở. Việc thực hiện quyết định của lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng về tăng cường tổ công tác hàng ngày tại các chợ lớn trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Các tổ công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, số 2 và số 3 luôn có mặt ở địa bàn được phân công, phối hợp với ban quản lý các chợ đã tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt, đôn đốc nhắc nhở các hộ kinh doanh bố trí sắp xếp hàng hóa, bảo đảm khoảng cách có lối thoát nạn, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị điện, nguồn nhiệt, kiểm tra, bảo quản và sử dụng hệ thống trang thiết bị chữa cháy, trực tiếp tuyên truyền và phát hàng nghìn tờ rơi tới các hộ kinh doanh trong chợ về quy trình cứu chữa một vụ cháy và kỹ năng thoát nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Tổ chức cho trên 1.200 hộ kinh doanh tại chợ Ga, chợ Sắt, chợ Tam Bạc và chợ An Dương ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Những năm gần đây và trên toàn địa bàn cả nước thì cháy chợ thường xảy ra ban đêm. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy giám đốc lên đã phân công sắp xếp lịch phân công thường xuyên hàng ngày trước 7:30 tối là đều có cán bộ kiểm tra cùng phối hợp với lại ban quản lý chợ là kiểm tra toàn bộ các hệ thống điện, nguồn lửa và toàn bộ trong công tác phòng cháy cháy của chợ trước khi đóng cửa và các bà con về. Tổ công tác là tăng cường cái lực lượng và tăng cường cái thời lượng đi kiểm tra trong các cái ngày cao điểm, ngày lễ, ngày Tết. Cái thời gian hoạt động ở chợ là từ khi mở cửa chợ đến khi đóng cửa chợ. Và trong quá trình hoạt động tại chợ thì phối hợp với lại lực lượng mà làm công tác bảo vệ chợ đi kiểm tra từng ngành hàng kiosk bán hàng về sắp xếp hàng hóa chất cháy rồi là cái khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. Hoạt động của các tổ công tác phòng cháy chữa cháy đã giúp cho ban quản lý các chợ thấy rõ thêm tinh thần trách nhiệm, giúp các hộ kinh doanh và khách hàng ra vào chợ nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ cháy nổ có thể xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên mà đặc biệt là cơ quan chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy, các đồng chí hướng dẫn cho tôi về mặt chuyên môn sắp xếp trưng treo hàng hóa và đặc biệt là thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lắp phòng chống cháy nổ các chợ lớn, các trung tâm thương mại. Từ ngày 1/4/2013 đến nay, Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng giao nhiệm vụ cho phòng cảnh sát số 3 là cử một tổ cán bộ chiến sĩ đến thường trực tại chợ Ga. Thì cái mô hình này phát huy kết quả rất tốt. Các đồng chí hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên của ban quản lý chợ Ga những kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật về phòng ngừa cháy, rồi là những cái kỹ năng thao tác các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì biết cách làm thế nào ngắt được cái nguồn điện, làm nào sử dụng được cái phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã tham mưu và từng bước cùng ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại thực hiện các yêu cầu trên. Tất cả các cơ sở đều có đội phòng cháy chữa cháy và thường xuyên theo định kỳ, các đội viên được tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy để ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy xảy ra.
chợ sắt do công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành quản lý trước đây đã từng xảy ra cháy ở một kiosk tại tầng 1, nên công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay lại càng được quan tâm hơn, nhất là việc huấn luyện lực lượng chữa cháy tại chỗ, kịp thời xử lý tình huống cháy ngay từ ban đầu. Khi phát hiện được ra có điểm nào có thể cháy nổ, phát hiện ra chợ sắt chúng tôi sẽ là triển khai, anh em trong đội phòng cháy chữa cháy triển khai, nhìn khu vực nào trên sơ đồ người ta báo kênh ở cháy là anh em tôi trực tiếp xuống dưới khu vực đấy xử lý, gần nhất là anh em tôi hạ những cái bình bột để dập tắt đám cháy nhỏ ngay từ ban đầu. Còn một số anh em thì kết hợp vào đi chuyển ra các lăng vòi ở các họng nước để đưa vào cái khu vực mà phát hiện ra cháy để dập tắt ngay từ đầu. Nguồn nước chữa cháy tại chỗ vốn là nỗi lo của các chợ, thì gần đây được sự quan tâm của các cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Phòng đã tiến hành lắp đặt bổ sung 10 trụ cấp nước chữa cháy ở khu vực một số chợ lớn như An Dương ở quận Lê Chân, chợ Tam Bạc, chợ Sắt ở quận Hồng Bàng, chợ Ga ở quận Ngô Quyền. Đây là một trong những điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ thực hiện được nhiệm vụ của mình. Hiện nay là chợ Ga đã được đầu tư và nâng cấp và duy nhất trong thành phố Hải Phòng là có được làm cái hệ thống nước vách tường. Trong cái hệ thống nước vách tường thì có 29 trụ nước, lấy hai nguồn nước của thành phố. Cái áp lực nước của thành phố luôn luôn đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy. Mà khi sử dụng một lăng có thể cái lượng nước có tăng lên vươn cao tới 15 mét, tới 20 mét. Đối với các trung tâm thương mại lớn, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động cũng như trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tuy đã được đầu tư khá hiện đại so với các chợ, nhưng đây là nơi có nhiều hàng hóa, tài sản và tập trung đông người đến mua sắm, nên công tác phòng cháy chữa cháy cũng luôn được cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng quan tâm. Bài học từ các vụ cháy gần đây tại trung tâm thương mại các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Hưng Yên và Hải Dương gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, khiến cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố cần có những biện pháp cấp bách. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên nêu cao ý thức phòng cháy, các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thường xuyên kiểm tra, không để những sơ suất xảy ra cháy, đồng thời sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra. Mới đây, cuộc diễn tập phương án chữa cháy tại trung tâm thương mại Cadby Plaza với việc huy động phương tiện, lực lượng tổng hợp trên địa bàn thành phố đã thể hiện rõ tinh thần chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy của thành phố Hải Phòng. Hội nghị sơ kết việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Hải Phòng theo tinh thần chỉ thị và công điện số 242 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban Nhân dân thành phố vừa tổ chức đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được trong thời gian qua và đề ra những giải pháp cụ thể về phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại trước yêu cầu hiện nay. Đây cũng là dịp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cùng các ngành liên quan rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện những biện pháp có hiệu quả hơn nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại nói riêng và trên toàn thành phố Hải Phòng nói chung.